Thưa quý vị và các bạn, trong thiên nhiên có nhiều loại cây thuốc mà từ lâu dân gian đã biết sử dụng để điều trị nhiều loại bệnh, và kim vàng là một loại thuốc quý có nhiều công dụng đối với sức khỏe. Đây là vị thuốc mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong một cẩm nang đông dược. Trò chuyện cùng bác sĩ sẽ là những kiến thức về phòng trị bệnh viêm khớp dạng thấp, một căn bệnh khá phổ biến ở người lớn tuổi. Trong phần cuối chương trình sẽ là bài tập giúp cải thiện vận động cho bệnh nhân bị viêm khớp. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình Đông y Dược khỏe kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cây kim vàng là một vị thuốc quý được sử dụng từ lâu đời. Thế nhưng ngày nay, cây thuốc này trở nên hiếm gặp do diện tích đất hoang hóa ngày càng bị thu hẹp. Khi nói đến cây kim vàng, mọi người thường nghĩ ngay đến công dụng điều trị rắn cắn hoặc sâu bọ cắn. Cây kim vàng còn gọi là gai kim vàng, gai kim bóng thuộc họ Ouro, là một loại cây mọc hoang, thân cứng, có nhiều gai, lá dài. Có công dụng chủ yếu là kháng khuẩn, chống viêm, giảm đau, giải độc, điều trị rắn và sâu bọ cắn, đau nhức răng, tê bại, nhức mỏi, bong gân. Sử dụng kim vàng làm thuốc bằng cách lấy lá tươi quạt qua, nghiền nát thêm chút muối, trịch vào chỗ đau để trị đau nhức răng, viêm nú, lở miệng, mụn nhọt. Ngoài ra kim vàng còn có tác dụng đối với những người bị cao huyết áp, đi tiêu ra máu. Sau đây là một vài cách sử dụng kim vàng làm thuốc. Trị côn trùng cắn, lấy lá kim vàng giải nhuyễn, lấy nước uống, bả đắp lên vết cắn. Trị đau nhức khớp, nhức mình, lấy cả thân, lá, rễ kim vàng, rửa sạch, phơi khô, pha với nước uống như trà, hoặc ngâm rượu uống. Ngoài ra có thể giả nát kim vàng sau với giấm, đắp vào chỗ nhức và băng lại. Kính thưa quý vị khán giả, viêm đa khớp dạng thấp là một trong những loại bệnh thường gặp ở người lớn tuổi. Nếu không điều trị kịp thời sẽ gây ra những hiệu quả nghiêm trọng như viêm màng hoạt dịch, dính khớp, cứng khớp và dẫn đến tàn phế. Để giúp cho quý vị khán giả có những thông tin về bệnh viêm đa khớp dạng thấp, chương trình đã mời đến đây bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Ngọc Hùng, Bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu để cung cấp cho quý vị khán giả những kiến thức cần thiết về căn bệnh này. Thưa bác sĩ Nguyễn Ngọc Hùng, như chúng ta đã biết, viêm đa khớp dạng thấp là một trong những loại bệnh gây khó khăn về cơ chế vận động. Người bệnh thường hay bị đau nhức mỗi khi thời tiết trở lạnh. Vậy xin bác sĩ có thể cho biết nguyên nhân nào đã dẫn đến căn bệnh này? Có một số yếu tố thuận lợi ảnh hưởng nên các cái tỷ lệ mắc bệnh, đó là di truyền và cái thứ hai nữa là đó là cơ địa. Những người mà công việc làm có liên quan tới tình trạng lạnh, ẩm thấp, những người bị stress thường xuyên, những người cơ thể suy yếu sau một cái đợt phẫu thuật hoặc là sau một cái đợt bệnh nhiễm trùng thì cũng là những người nằm trong cái nhóm mà có những cái điều kiện thuận lợi để phát bệnh viêm đa khớp dạng thấp. Vâng, xin bác sĩ có thể cho biết là có những cái dấu hiệu nào để mình có thể nhận biết trước khi đi khám ở các cơ sở y tế hay không ạ? Người bệnh viêm đa khớp dạng thấp thì đầu tiên thường thấy xuất hiện sưng đau ở các cái khớp ngoại biên, và cụ thể là khớp liên đốt bàn ngón tay và khớp liên đốt ngón tay gần. Thì trong những cái trường hợp đau như vậy thì bệnh nhân thường là có thể là đau thoáng qua khớp này nhảy sang khớp khác, cũng có thể là kèm theo một số các cái tình trạng cứng khớp vào buổi sáng. Ngoài ra một số người bệnh nhân cảm thấy rằng khi mình nắm tay vô thì khi duỗi tay ra thì sẽ có một hai ngón không duỗi ra được. Khi thấy xuất hiện những cái triệu chứng như vậy thì bà con nên đến khám bệnh ở một bác sĩ chuyên khoa. Trong thiên nhiên thì có rất là nhiều loại thảo dược hỗ trợ rất tốt cho người bị viêm khớp dạng thấp. Vậy xin bác sĩ có thể giới thiệu một vài loại thảo dược cũng như là cách sử dụng như thế nào? Một số các cái loại thuốc thảo dược mà dễ kiếm ở quanh vườn nhưng lại có hiệu quả rất tốt trong việc phòng và chữa bệnh. Cây đầu tiên mà dễ kiếm nhất đó là cây lá lốt. Lá lốt có thể ngoài cái công dụng làm gia vị ra thì lá lốt còn có tác dụng chữa đau nhức khớp xương. Sử dụng nó, bà con có thể dùng lá và phơi khô. Nếu để phơi khô thì khi sử dụng thì ta dùng từ 5 đến 10 gram, hoặc nếu dùng tươi thì ta dùng từ 15 cho đến 30 gram, sắc với nước uống, chia 3 lần uống trong ngày. Cây thứ hai là cây mắc cỡ, thứ ba là cây cỏ xước. Ngoài ra còn có một cái dây đau xương. Cái dây đau xương này các bà con có thể dùng dây, dùng lá chặt ra sao vàng hạ thổ lên, và khi dùng thì sắc với nước uống, chia 3 lần uống trong ngày. Chế độ ăn uống và sinh hoạt cũng ảnh hưởng rất là lớn đối với những người mà bị bệnh viêm khớp dạng thấp. Vậy xin bác sĩ tư vấn hoặc là cho một vài lời khuyên về vấn đề này.
Trong cái chế độ ăn thì người ta khuyên những người bị viêm khớp dạng thấp nên ăn nhiều rau quả tươi, nên ăn nhiều cá thay cho thịt, và nhất là nên uống sữa hàng ngày, độ khoảng chừng 2 cho đến 3 ly sữa một ngày. Nên tránh sử dụng thịt, các cái thức ăn giàu đạm và mỡ. Nên tránh sử dụng các cái thức ăn mà kích thích gây đau nhức, thí dụ như măng, cà, tôm, cua, ghẹ. Ngoài ra, chế độ sinh hoạt cũng rất cần thiết để giúp cho người bệnh viêm khớp dạng thấp không có bị hạn chế được cái biến chứng cứng khớp, hạn chế được tổn thương khớp. Nếu như vận động thì tuyệt đối không được để đau, vì đau như thế nó làm tổn thương cho khớp. Rồi bệnh nhân không nên khiêng vác nặng. Nếu như bệnh nhân bị quá cân thì nên có cái chế độ giảm cân. Và ngoài ra thì bệnh nhân nên tập luyện thường xuyên, tập thở và ăn uống đúng cách. Điều này giúp cho bệnh nhân được tăng cường sức khỏe và có thể phòng chống được bệnh viêm khớp dạng thấp. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ngọc Hùng ạ. Kính thưa quý vị khán giả, khi con người ta càng lớn tuổi thì nguy cơ mắc bệnh cũng sẽ nhiều hơn. Vì vậy ngay từ ban đầu thì chúng ta cần phải có một chế độ ăn uống, sinh hoạt và tập luyện một cách phù hợp để giữ cho mình một sức khỏe tốt và một tinh thần minh mẫn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ngọc Hùng đã dành thời gian để đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với phần cuối của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đối với các bệnh về khớp có nhiều phương pháp không dùng thuốc giúp cải thiện tình trạng bệnh. Hôm nay chương trình xin giới thiệu đến khán giả một bài tập giúp cải thiện vận động cho những người bị viêm đa khớp dạng thấp. Đây là một cái bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp ở giai đoạn mãn tính. Thì đối với bệnh nhân này thì các cái khớp đều đã bị biến dạng. Thì việc tập luyện là việc quan trọng để tăng cường cái tầm hoạt động của khớp. Tập luyện thì thông thường thì bắt đầu tập luyện từ ngoài luyện vào, các cái khớp ngón tay thì ta xoa bóp từ ngoài vào, và sau đó vận động gập, duỗi để tăng cường cái tầm vận động của khớp. Tầm vận động của khớp thì mỗi ngày mỗi tăng lên một chút, sau đó đến các cái khớp liên đốt bàn ngón tay ta cũng xoa bóp và gập. Lưu ý khi tập vận động cho các cái khớp bị cứng thì tuyệt đối ta không được để bệnh nhân đau nhiều, và khi đến cái mức độ cứng thì chúng ta thêm một chút nữa để tăng cường cái tầm vận động của khớp, và sau đó chúng ta giữ một lúc để cho các cái gân cơ ở cái vùng quanh khớp giãn ra, và sau đó chúng ta lại trở về lại cái vị trí ban đầu. Các cái khớp liên đốt bàn ngón thì ngoài cái động tác gập duỗi, chúng ta có xoay nhẹ các cái khớp này để tăng cường cái độ linh hoạt. Chúng ta tập đến các cái khớp cổ tay để gập cổ tay về phía mu bàn tay, thì chúng ta để bàn tay bệnh nhân ngửa lên, hai tay thầy thuốc nắm lấy tay bệnh nhân và kéo cái, đẩy cái bàn tay bệnh nhân về phía trước, kéo cái cổ tay về phía mình. Trong cái trường hợp bệnh nhân bị cứng khớp cổ tay thì chúng ta sau khi đến cái điểm cứng khớp rồi thì chúng ta kéo thêm một chút nữa và giữ yên như vậy khoảng độ từ 3 cho đến 5 phút. Và sau đó chúng ta lại trở về cái vị trí bình thường. Để làm cái động tác gập bàn tay thì chúng ta cũng thầy thuốc nắm lấy tay của bệnh nhân và kéo cái cổ tay bệnh nhân về phía mình, đồng thời đẩy cái bàn tay của bệnh nhân về phía trước. Sau đó đến cái điểm cứng chúng ta thêm một chút nữa và giữ cái vị trí đó từ 3 cho đến 5 phút. Sau đó chúng ta nắm lấy cái bàn tay của bệnh nhân và nghiêng về phía bên trụ, nghiêng về phía bên quay để tăng cường các cái độ linh hoạt của bàn tay. Chúng ta tập đến khuỷu tay. Tập khuỷu tay thì thường tập ở các cái vị thế là gập, duỗi, xoay trong và xoay ngoài. Sau khi tập vận động khớp khuỷu tay thì chúng ta tập vận động đến khớp vai của bệnh nhân.
tập vận động đến khớp vai của bệnh nhân thì có các cái động tác tác đó là xoay vòng nhỏ. Mục đích của xoay vòng nhỏ này để tăng cường cái độ linh hoạt của khớp, tăng cường cái tuần hoàn ở khớp vai. Sau cái động tác quay vòng nhỏ là quay vòng lớn, bệnh nhân cho tay ra sau, vòng lên phía trước, rồi vòng ra phía sau và quắt cái tay ra đằng sau lưng. Và động tác này được lặp lại từ 2 cho đến 5 lần. Sau cái động tác quay vòng lớn là động tác ấn vai. Thì tay thầy thuốc luồn dưới tay bệnh nhân và hai tay bắt chéo ở trên vai bệnh nhân. Bàn tay ấn vai xuống, cẳng tay của thầy thuốc thì nâng cánh tay của bệnh nhân lên. Duy trì ở cái vị trí đó khoảng từ 3 đến 5 phút để cho các cái cơ nó mềm ra. Sau khi chúng ta đã xoa bóp rồi tập vận động các cái khớp của bàn tay, của cổ tay, của khuỷu tay, của khớp vai, chúng ta sẽ xoa bóp và tập vận động đến các cái khớp chân, và bắt đầu đó là các cái là khớp cổ chân. Chúng ta xoa các cái vùng khớp. Ta dùng các cái động tác xoa, miết, ấn, dây quanh cái vùng khớp cổ chân. Mục đích là để tăng cường tuần hoàn vùng khớp và làm cho các cái gân cơ vùng khớp mềm ra. Tập khớp cổ chân, trước tiên ta gập, bệnh nhân gập hết cái bàn chân về phía mu bàn chân. Một tay ta đặt ở gót bàn chân, một tay ta đặt, ta nắm lấy cái phần trên của bàn chân, ngón chân. Sau đó ta kéo duỗi hết mức ra và giữ yên ở cái vị trí mà khi không còn có thể kéo hơn được nữa. Động tác này ta lặp đi lặp lại từ 2 cho đến 5 lần. Sau đó là đến động tác quay cổ chân, quay thuận chiều đồng hồ và quay ngược chiều đồng hồ. Rồi đến động tác cổ chân, hai tay ta nắm lấy gót chân của bệnh nhân, ta lật đẩy gót ra phía bên ngoài và đẩy gót ra vào phía bên trong. Các động tác phải làm nhẹ nhàng, uyển chuyển. Sau khi ta đã tập cái khớp cổ chân xong thì ta tiến hành tập khớp gối. Gập khớp gối thì một tay ta đặt ở dưới chân của bệnh nhân, một tay ta giữ ở trên khớp gối. Và sau đó ta nâng, ta đẩy khớp gối lên từ từ và giữ yên ở cái vị trí đó khoảng từ 3 cho đến 5 phút. Sau đó ta trở về cái vị trí ban đầu. Chúng ta tiếp tục làm chân bên kia với các cái kỹ thuật cũng y như tôi đã hướng dẫn. Sau khi chúng ta đã tập được khớp gối thì chúng ta tiến hành tập cái khớp háng. Ta gấp chân bệnh nhân lại để cái bàn chân bệnh nhân lên đùi cái bên kia. Và sau đó ta ấn cái đầu gối của bệnh nhân xuống giường, ấn thêm một chút và giữ vững ở cái vị trí đó thêm một lúc. Sau đó chúng ta phải trở về cái vị trí bình thường ban đầu. Tôi làm cái động tác xoay trong của khớp háng thì hai chân bệnh nhân gấp lại ở đầu gối gấp lại và đặt bàn chân ở trên mặt giường cách nhau độ khoảng 30 phân. Và sau đó chúng ta ngả cái đầu gối của bên này vào cái bàn chân của phía bên kia để làm cái động tác gập háng xoay trong của khớp háng, trở về vị trí bình thường. Và ở cái khớp gối bên kia chúng ta cũng làm tương tự như vậy.
sau khi chúng ta đã làm xong cái động tác xoay ngoài, xoay trong của khớp háng, thì chúng ta làm cái động tác gập duỗi khớp háng. Ta một tay nắm lấy gót chân bệnh nhân, một tay đặt ở trên đầu gối bệnh nhân và đẩy cái đầu gối bệnh nhân về phía bụng. Thưa quý vị, tôi vừa hướng dẫn quý vị bài tập để điều trị viêm khớp tại nhà, mong quý vị áp dụng và đạt hiệu quả tốt. Kính chúc quý vị mạnh khỏe. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Đông y Du khỏe kỳ này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.